Hi, kính chào mọi người. Cái này là nó kêu là cái gì ha? Bacon scallop wrap. Đây là làm sẵn nè, làm sẵn thôi. Một là mình bỏ vô oven hấp, còn không thì mình bỏ vô chảo mình chiên ha. Cái này là cá nè, này là phần ăn, ăn với cơm hay là ăn với rau, salad cũng được. Sữa ở trong đây mà, để chiên cái một cái phần này á, phần bacon này á, thì là 1 hộp này hình như 10 đô á. Người ta làm sẵn về thôi, rồi mình cứ về mình ấy ra rồi mình chiên, chiên hay nướng nhân cũng được, mà cái lò nướng nó không lấy ra quá, chiên đã cho rồi. Còn mấy thời bói oven hấp. Nghĩ chắc bỏ vô oven hấp nó ngon hơn đó chà. Nghĩ bỏ vô oven nữa hả? Nó bắt ngon hơn. Mình đang chiên cá xong mình nha mọi người. Cá này thì mua về thì cứ phải ướp liền đi, nó còn tươi á, nó chưa có bị đông lạnh. Ướp gia vị liền rồi bỏ vô trong mấy cái cà mồng vậy nè, rồi ăn rồi lấy ra chiên hay là bỏ vô lên cái grill á, cái lò nướng nướng lên coi. Mà giờ mà dùng lò nướng nữa thì phải để nó nguội rồi dọ rửa rồi dọn dẹp lại. Thôi chiên rồi ăn xong nó cũng ngon rồi. Này phần cá nha. Cá salmon ướp tỏi, muối ớt, nước mắm, nước tương, gia vị, một chút gia vị, ướp đá. Cái này là phần gia vị ướp đây. Ướp là qua đêm đó, cho nó thấm, cho nó ngon. Sau khi ướp hết rồi, thấm rồi, bây giờ mình chỉ nấu lên thôi, chiên lên. Còn cái phần này ấy, là mình mua sẵn, người ta làm trong cái hộp như thế này, cái hộp như thế này nhé, bacon wrap scallop. Chợ Mỹ ở bên đây thì chỗ nào nó cũng bán hết. Cái này mình mua trong Sam, tại có membership ở trong Sam á, Sam Club á, nó bán sỉ, thành ra mua nó ngon nữa. Vậy thì mình đợi bỏ vô, đang nướng cái dĩ, nướng cái dĩ để cho mở cái đèn lên, nướng cái dĩ để cho nó nấm lên đó, rồi chúng mình bỏ vô, mình bỏ vô thì nó cảm thấy nó vừa ngon hơn. Một chút dầu cho nó chân chua, cho nó không có bị dính.
có một tay á, tay cầm điện thoại á. Đây. Rồi mình sắp lại ha. Sắp lại thẳng thốn là nó ra là nó cũng đẹp thôi. Rồi, ngon chưa? Rồi bỏ vô mình bắt nha. Bắt khoảng trong cái hộp người ta kêu là coi cái phần hướng dẫn coi. Cái hộp người ta chỉ định là 16 đến 18 phút nha. 16 đến 18 phút. Temperature nhiệt độ là 165 độ F. Rồi bây giờ mình chỉnh ở trong cái oven của mình là 365 giờ thì chỉ khoảng 10 phút thôi. 10 phút là nó chín. Còn cái này phần cá. Cá này thì nó đang mới mở lửa cao lên chút cho nó khô cái miếng cá lại nó mới ngon. Cá này là salmon steak á, ăn ngon. Thịt nó thiệt là mềm, mềm mà ngon nữa. Cook. Hmm? Cook. You sure you're cooking? Đang bỏ vô chiên. Còn cái phần bacon kia thì đang hấp. Đang hấp ở trong cái oven. Mùi hổi rất là thơm mọi người ạ, rất là thơm. Và ướp với lại có một chút dầu mè vô trong đó, thành ra cái mùi rất là thơm. Em bay lên rất là thơm. Lẫn gà vừa vừa như là nước mắm tỏi ớt rồi nước mắm tỏi ớt rồi dầu mè cũng thơm lắm. Chúng là người Việt mình đi tới đâu là cũng phải có nước mắm ha. Có nước mắm thì chắc ăn nó mới ngon. Đợi chút nước vô. Đẩy lửa lớn một chút là nó đẩy lửa lớn một chút là nó khô cái chặt cái nước một chút. Chứ nó thấm vô miếng cá nó ngon hơn.
đó mình để lửa lớn một chút đó, đang canh, đang canh mà thấy mà nó bắt đầu nó ấy một chút thì mình hạ lửa xuống, hạ lửa xuống cho nó rêu rêu nó thấm vô, nó thấm vô trong miếng cá ngon hơn. Qua này hai mọi cá nè, bự giờ chưa, bự mà ngon ha, bị được vàng hết hai mặt rồi đó, mới chở tàu lại để cho con nó ngon ha, cho nó chín đều. Miếng cá nó vàng hết rồi đó, mà nước bắt đầu cạn lúc rồi, nước bắt đầu đã cạn lại rồi ha, là cũng chuẩn bị chín rồi. Ai mà qua Mỹ này rồi là cũng giỏi hết,
ra nước ngoài này rồi là ai cũng biết nấu ăn, ai cũng giỏi hết. Tại thèm đồ ăn Việt á, thèm đồ ăn của mình á, mà bên đây người ta đâu có bán. Có bán nhưng mà ở xa, gặp ngay những tiểu bang xa nữa là mình phải tự nấu mình ăn thôi, chứ đâu có ai mà ấy cho mình đâu, đâu có đâu mà ăn. Bởi vì ông bà xưa nói đúng lắm mà, muốn ăn là phải nâng vô bếp, thèm là phải tự nấu ăn thôi. Món cá thì cũng như cần sắp chín rồi đây ha. Trời ơi, nó vàng ngon lắm, vàng ươm nè, vàng ươm nè. Ô, rồi hư quá, hư quá, làm bể rồi, làm bể miếng cá rồi. Cái loại này phải chăm chút dữ lắm, là tại vì nó hơi mềm, nó mà chín rồi đó, thì nó cũng dai, có phần nó dai mà nó nằm đây nó cũng hơi mềm chút. Rồi miếng miếng hành, miếng miếng này bự hơn mà nó vàng hết. Còn bên đây các lưỡi lớn thì bên nó vàng những cái hết. Nhìn ngon quá mọi người ơi, những cái thật là ngon. Sáu miếng lớn giờ chắc chiên riết nó nát, nó bể ra thành còn thành ra 10 miếng quá. Thành ra 10 miếng quá đó, thấy chưa, vàng ươm ha, thiệt là ngon. Để coi ở trong cái phần này, trong cái phần oven này coi. Trong đây cũng ngon quá nè, thấy chưa, cũng ngon quá nè, cũng sắp chín rồi. Giờ là cũng sắp chín rồi. Mình nghĩ cá này chắc được rồi đó. Là tại vì chiên hồi nhiều quá thì nó, chiên hồi lâu quá nhiều quá, cá, miếng cá nó bị khét hết ổn. Được rồi ha. Mình nghĩ chắc được đó. Ăn thử cái miếng này nha, ăn thử cái miếng này coi coi nó có chín chưa. Miếng này nhỏ, thử miếng này nha, mời mọi người thử nha. Ướp vào về thiệt là ngon, nó vừa ăn lắm, nó vừa ăn miếng cá thiệt là ngon. Ngon quá, ngon quá mọi người. So good. Phần cá này là xong rồi ha. Ngày mai để dở đi làm nè, đi làm phải dở đem theo, mà hâm cá như thế này đem theo đi làm chỗ làm á là không dám hâm, hâm cơm thôi, hâm cơm hay là salad á, nếu mà ăn với salad á thì khỏi phải hâm gì hết, chứ hâm lên là Mỹ người ta nghe, người ta nghe mùi hôi á, người ta sợ. Mấy người làm chung á, người ta nghe mùi cái người ta sợ, người ta chạy hết. Mỹ người ta nghe sợ nghe mùi cá tanh nè, với lại cái mùi mùi nước mắm á, ở trong đây mình có cái ngăn gia vị là nước mắm trong đó nữa. Xong rồi ha, cá xong rồi, bây giờ mình làm qua phần cơm.
Cơm thì mình nấu cơm gạo lứt á, ăn cơm gạo lứt á, một tay với đậu đen, trộn với đậu đen rồi có cơm lên. Cơm của mình nó sẽ làm như thế này đây, để mình cho mọi người coi nha. Cơm nó sẽ là như thế này đây, cơm gạo lứt á với lại đậu đen, trộn với đậu đen rồi nấu lên thôi, mà ăn cơm ngon lắm. Ăn thứ nhất là không có chất tinh bột nhiều, thứ hai vừa có chất bột mà cũng vừa là có chất cơm chất gạo nữa. Mình đang rửa cái nồi cơm ha, đang rửa cái nồi cơm. Đây là cái phần, đây là phần cơm gạo ha, gạo mình đã ngâm qua đêm á, cứ mỗi ngày ăn ngày nào là ngâm ngày đó, là nấu ngày đó thôi, nó vừa ngon mà nó vừa bổ dưỡng nữa, nó không có để qua đêm nhiều ngày á. Đó, cái này mình cắt ra ha, này gạo lứt nè, gạo lứt mình đã ngâm qua đêm rồi đó, còn cái này phần đậu đen ha. Nhà ăn cơm mỗi ngày là như vậy đó. Phần đậu đen nè, đậu đen, rồi thêm phần này gạo lứt đã ngâm qua đêm. Đúng ra là để cái nước này nấu ngon hơn, nhưng mà thôi, mình cắt ra, tại vì gạo này nó cũng đã bổ dưỡng quá rồi, tạo gạo này nó tốt hơn là gạo trắng nhiều. Thành ra kệ, cái cắt ra cho đời, rồi pha với đậu đen vô rồi ăn cho đỡ ớn á, vừa có chất đậu mà vừa giờ mình lấy thầy đậu đen ha, để sơ đậu đen. Đậu đen người ta đã nấu mềm rồi, mình nấu chung với lại cơm nữa là nó cũng ngon lắm. Bỏ vô đó, mình bỏ vô cái nồi như thế này mình nấu ha. Mình đã trộn hai thứ nó lại với nhau rồi, nó vào tiệm lại với nhau, khi mà ra hộp cơm nó rất là ngon. Hồi nãy mình cho mọi người coi hộp cơm rồi đó, đây cơm nó sẽ ra là như thế nào. Gạo lứt nó đã đỏ rồi, nó hơi đỏ đỏ rồi, thêm đậu đen nữa nó còn đỏ nữa, ăn rất là ngon. Một phần gạo của mình đây, đang ấy sơ cắt ra. Đậu á, đậu đen á, người bên đây người ta đã nấu sẵn rồi, trong cái hơi lon nó như thế này, vô ra ha, như là vô ra như thế này đây,
người ta đã nấu sẵn rồi, nói là ngay thì cũng đã làm sẵn hết cho mình rồi, cũng dễ dàng lắm rồi. Mình chỉ có việc là mình ngâm gạo thôi, nấu xong là cứ bắt gạo lên là ngâm thôi. Rồi như giờ mình lấy cái phần này nấu thì mình phải lấy một lon khác bỏ vô, lấy một lon khác bỏ vô để ngâm cho ngày mai được thôi. Đây là phần cơm ha, phần cơm phần cá đã xong, đã xong cho gia đình cho bữa ngày mai. Ngày mai thì là thứ bảy thì cũng không có phải đi làm nhưng mà cũng phải nấu. Rồi, đây là bữa cơm gia đình của mình thôi. Cảm ơn mọi người đã coi ha, đã theo dõi video này. Nếu mà cảm thấy mọi người thích, bấm like và subscribe và nhấn chuông để mình khi mà mình có video mới, những món món ăn hay là mình đi chơi ở đâu đó, hay là mình làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy là mình có thể chia sẻ với mọi người, mình sẽ chia sẻ lại. Xin mọi người cho mình một cái like và comment. Nếu mà không thích cũng ghi cái gì đó cho mình để mình biết, để mình sửa sai cho lần sau. Rồi cho mình một cái like, một cái subscribe ha. Rồi nhấn chuông để khi mà mình có video mới sẽ báo cho mọi người biết là mình có video mới, mình upload lên. Ok, Happy New Year. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Thank you. Good night everyone.